Xin chào anh em. Lại dẫn anh em đi xử lý cái đường dây mạng LAN nó bị lỗi anh em nhé. Khách hàng thì báo là mạng LAN. Và chúng ta hình dung là mạng LAN thì khách hàng không phân tích được, và trên hệ thống nó cũng không phân tích được là lỗi ở đâu. Thì anh em chuẩn bị là một cái model này, một cái nguồn, một đoạn dây LAN thì tùy anh em. Thì anh em cũng nên cầm khoảng độ tầm 100 mét dây đi, để đảm bảo là mình có đồ sẵn để có thể thay lại cho khách hàng luôn. Đối với cái hệ thống mạng LAN thì anh em sẽ xử lý, đầu tiên anh em sẽ đến modem chính. Anh em sẽ nhìn cái cổng của modem chính. Cái dây LAN đấy nó có sáng đèn hay không? Nếu không sáng đèn thì anh em thử cắm sang cái cổng khác nhé. Ở trên modem là có 4 cái cổng LAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Anh em cứ cắm vào cổng LAN 1. Nếu mà nhà đang dùng một cái dây LAN ấy thì anh em cắm vào cổng LAN 1 nhé. Cổng LAN 1 là cổng mạnh nhất đối với một modem. Một modem thông thường thì cổng LAN 1 là mạnh nhất, và chúng ta sẽ cắm vào cái đấy. Trong trường hợp mà sáng thì anh em sẽ xử lý cái modem phụ. Anh em sẽ đến cái modem phụ, anh em sẽ kiểm tra về cái cài đặt của cái modem phụ. Rất nhiều anh em thợ là mắc phải trường hợp là anh em cắm bừa cổng. Đối với cái hệ thống mạng LAN nó có hai chuẩn để cài. Nhất là LAN WAN. LAN WAN, cổng WAN là thường là hay là cổng khác biệt so với những cái cổng còn lại của cái modem phụ. LAN WAN thì có thể là LAN họ cài là IP tĩnh hoặc là IP động. Đó, hai trường hợp cài như vậy. Đối với IP động là gì? IP động tức là khi mà cái modem nó có cấp điện lại cho cái wifi ấy, thì wifi nó chuyển sang một cái, nó cấp một cái giải IP khác. Nó không giống như cái IP mà đợt trước là nó sử dụng nữa. Ví dụ cái modem chính là 192.168.1.1, modem phụ là 192.168.0.1 thì nó sẽ tự động, nó sẽ đẩy sang cái modem giải khác. Nó không phải là cái giải của cái modem kia nữa. Còn trong cái trường hợp mà anh em cài IP tĩnh thì nó mất điện, nó cũng sẽ đúng cài lại đúng cái IP tĩnh, cái IP mà chúng ta đã cài. Trường hợp thứ hai là khách hàng cài LAN. Trường hợp cài LAN thì cái modem phụ nó biến thành một cái chip chia mạng. Và chúng ta sẽ phải cắm vào cái cổng LAN của modem phụ. Đấy là hai cái trường hợp mà chúng ta cài đặt cái wifi phụ. Khi nào sẽ review để anh em hướng dẫn anh em có thể cài đặt như thế. Cái tiếp theo mà anh em cần phải biết đấy là cái dây LAN anh em. Dây LAN thường là nó có hai cái dây LAN, là dây LAN 4 và dây LAN 8. Ra đi chị. À chưa. Vâng, có gì để mai đấy ạ. Vâng. Dây LAN 4 sợi thì tối đa tốc độ nó cho phép truyền là 100m. Dây LAN 8 sợi thì tùy vào cái dây LAN xịn hay là dây LAN thường, và cái khoảng cách của cái dây LAN đấy là nó tối đa là 1000. Tốc độ tối đa là 1000 anh em ạ. Và tùy vào cái trường hợp mà anh em sử dụng, và tùy vào cái kinh tế mình sử dụng, mình có điều kiện thì mình sẽ nên sử dụng cái loại nào. Thì mấy video sau thì em sẽ hướng dẫn để anh em có thể nắm được những cái thông tin của cái hệ thống mạng.
em đó anh em. Lạnh quá. Ở khu ở trong này thì rất nhiều khách hàng là hay sử dụng Zoom với nhau ấy, bởi vì cái gói cước là người ta chia ra thì nó rẻ hơn. Đối với nông thôn thì cái việc làm như vậy nó cũng bình thường, bởi vì mỗi nhà sau này thanh toán mấy chục thì nó cũng dễ hơn so với cái việc mà mỗi nhà sử dụng một gói. Mấy cái nhà gần nhau thì sử dụng nó hợp lý. Anh ơi, chưa gặp với anh vậy. Chị có ở ấy không để em qua? Vâng, thế thì sáng mai chị nhé. À thế thì chị bảo chị gửi số để em kết bạn Zalo xong em hướng dẫn cài. Vâng vâng. Cái cỏ vậy. Thằng biết đó cắm chưa? Chạm dây thay dây này có phát tiếc chi khả năng anh. Không thấy sáng đèn này anh em ạ, khả năng toạc dây là cao rồi. Vào kiểm tra một em phụ xem nó có cắm điện không ạ. Mấy lớp áo nhưng mà vẫn lạnh. À. Chị à, wifi không được à? Không lên điện à? Chuột cắn này như nào, quên mất xem. Nó bị lâu chưa chị?
đèn này nó ít hỏng lắm. Các chị có cắm nhầm cầu không? Mật cầu là gì chị nhỉ? Chứ các chị cắm sai cổng là không được. Đấy, được rồi, nó bị lỏng ở đây thôi. Được rồi. Được rồi, chị thử xem được chưa? Nó bị lỏng thôi. Nó lỏng đường dây. À này. Đây là cái trường hợp khách hàng là cắm lỏng cái dây lan này anh em ạ. Đấy, những cái lỗi mà sơ đẳng, những cái lỗi mà rất là bình thường nhưng mà khách hàng, tức là khách hàng có cái tác động vào cắm sai cổng. Đấy, trường hợp đây là khách hàng cắm sai cổng hoặc là khách hàng có rút ra nhưng mà khách hàng cắm nó bị lỏng. Khi mà anh em cắm cái mạng lan, anh em cắm vào một cái, anh em nghe tách tách một cái là xong là được, chứ anh em không cần phải cắm nó chặt, anh em chỉ cần cắm vào một cái nhưng nghe tách một cái là được, mình cũng không cần phải cắm chặt lắm. Nhưng mà anh em lưu ý phải, anh em phải nghe thấy cái tiếng tách một cái là mới là ok. Đối với cái sợi dây mà 4 sợi thì anh em lưu ý khi bấm cái đầu dây nhá, ví dụ dây nó, cái dây lan mà 4 sợi nó là trắng này, xanh, đỏ này, đen, thì anh em sẽ phải bấm theo đúng theo kiểu như này. Trắng trước này, trắng là sợi 1, đỏ là sợi 2, xanh là sợi 3, đen là sợi 6. Khi mà anh em bấm như vậy thì anh em kéo sao độ 40-50m thì vẫn ok. Nhưng mà anh em bấm ngược lại trên thực tế là nó vẫn thông. Khi anh em đo bằng máy nó vẫn thông
không đủ tín hiệu, nhưng mà nó cắm cắm vào modem nó sẽ không sáng đèn. À đây giải thích cho anh em này, lúc nãy là tại sao em lại phải sử dụng cái con TP-Link này. Cái con TP-Link này để kiểm tra đường dây. Bởi vì cái cục Tenda F6 lúc nãy là nó không có, nó chỉ có mỗi một cái đèn duy nhất là đèn xanh. Còn ở cái con TP-Link này nó có cổng 1, cổng 2, cổng 3, cổng 4 ở đây. Thì khi mà em cắm vào cổng 1, tất cả các cổng ở đây thì nó sẽ sáng đèn. Đấy. Là trường hợp là mình đo và là mình test xem nó có thông LAN hay không. Bởi vì nhiều khi cũng không tin được vào cái máy này. Cái máy này nó chỉ đo thông thôi, nhưng mà nó không đo được tín hiệu là nó có đạt hay không anh em ạ. Nếu mà tín hiệu đạt thì nó sẽ phải sáng cái đèn ở trên này. Và em thử cái con TP-Link này để kiểm tra xem nó có sáng đèn hay không. Đối với cái dây LAN thì anh em sẽ phải thấy nó sáng đứng nhá, sáng đứng và nó nháy nhanh. Chứ nếu mà nó nháy, ví dụ nó nháy tầm 2-3 giây mà nó nháy một lần thì cái đấy nó đang bị lỗi, nó không đủ tín hiệu. Bởi vì đây là tín hiệu điện thôi anh em ạ. Tín hiệu điện cho nên là anh em phải kiểm tra hết sức, và mình kiểm tra hết sức là tinh ý, để ý. Một hai lần thì anh em sẽ quen thôi. Chắc hôm trước các cô là rút ra xong rồi cắm vào nhưng mà cắm không đúng cổng cho nên nó bị lỗi. Cắm không đúng cổng với lại cắm nó bị lỏng cho nên là nó không sử dụng được. May hôm nay mình đi vào không, sáng mai tư vấn viên nó lại bảo vào trong này để kiểm tra đường mạng LAN nữa thì chắc là chết. Đường vào trong này nó rất là xa, mùa này thì lại bắt đầu trở lạnh rồi. Dự báo thời tiết thì mất mấy ngày nữa cơ. Đấy, buổi chiều hôm nay có mỗi một cái gọi là sự cố bên kia, với lại một cái mạng LAN ở đây. Mất cả buổi chiều, vào trong cái khu này là mất cả buổi chiều luôn. Chả đây. Mình đi từ lúc trẻ con đi học về thì lúc trẻ con nó đã về rồi. Nó còn về trước mình. Mùa này thì nó tối rất là nhanh cho nên là cũng phải khẩn trương để làm. Phải đi làm từ rất sớm để có thể kết thúc một ngày và nó không tồn cái sự cố trên hệ thống nữa. Hôm trước có mấy anh em bảo là review về cái tép cái dây LAN thì mấy video tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn một cách chi tiết hơn, bởi vì ở đây không có để làm thì phải làm ở nhà, làm video ở nhà thì nó mới tiện để mình có sẵn đồ để có thể hướng dẫn anh em cách mà kiểm tra xem là dây xịn hay dây không. Đây là toàn bộ những cái quá trình mà chúng ta đi xử lý một cái đường mạng LAN. Đường mạng LAN thì anh em quan tâm đến thứ nhất là đường dây, cái thứ hai là cục modem phụ. Hai cái đấy nó là cấu thành nên một cái wifi phụ, cho nên là anh cứ kiểm tra hai cái đấy là sẽ tìm ra được cái nguyên nhân để mình xử lý luôn. Nếu mà anh em thấy video hay, anh em hãy ủng hộ kênh ở bên dưới bằng cái phím nút đăng ký kênh và một nút like. Nếu mà anh em có những cái băn khoăn gì, những cái ý kiến đóng góp gì thì anh em comment ở phía bên dưới của video nhé. Xin kết thúc video tại đây thôi, bởi vì phải đi rất là xa nên là sẽ phải đi về nhanh hơn. Chào anh em nhé.